Xin chào, đội review từ A đến Z đất sông Bay Long Thành đã quay trở lại với mọi người rồi đây. Trong thời gian vừa qua, dự án 92 hecta khu đô thị James Skyward của đất xanh đã thật sự làm nóng thị trường bất động sản Long Thành. Tuy nhiên, trong chuyến đi ngày hôm nay, tụi mình sẽ không nói về James Skyward mà sẽ làm một tour xung quanh khu vực này để xem trước khi có sự xuất hiện của các ông lớn thì ở đây đã có những gì nhé. Bây giờ thì đi thôi nào. Hiện tại thì chúng mình đang trên đường Long Đức - Lộc An, là đường nối giữa hai xã Long Đức và Lộc An để đi đến địa điểm thứ hai. Xin chào các bạn, đây là dự án thứ hai mà team mình review. Dự án này tên thương mại là Golden Center Point, thì nó có một vị trí là tại xã Lộc An, nằm tiếp giáp với lại mặt tiền đường Long Đức - Lộc An, là đường nối của hai xã Lộc An và Long Đức. Thì quy mô của dự án này là 5 hecta, gồm 250 nền, thì diện tích cũng đa dạng từ 90 cho đến 120 mét. Thì mình kể sơ về cái lịch sử của dự án này. Trước nó là một dự án phân lô bán nền, nhưng mà năm 2016 thì Long Thành ngưng cái tình trạng phân lô bán nền, nên nó đã chuyển đổi pháp lý thành là pháp lý 1/500. Thì hiện tại cái khung giá của mình khảo là năm 2018 nó đang bán giá thấp nhất là 15 triệu. Và giá bây giờ thời điểm 2020 thì nó rơi vào khoảng là 18 triệu, 18 triệu cho đến 23 triệu. Hiện tại là cơ sở hạ tầng là đang trong giai đoạn hoàn thiện. Và theo như là Hậu thấy là dự án này có một cái điểm mạnh là nó nằm ở mặt tiền đường 32m. Và phía sau của dự án đó là làng đại học, quy hoạch khu làng đại học. Phía sau của mình là tòa nhà Quốc hội phía Nam, thì hiện tại là đã được cưa cắt cao su vào tuần trước rồi và đã bàn giao mặt bằng rồi. Thì mình nghĩ là trong tương lai gần là chỗ này nó sẽ tăng giá cực kỳ nhiều. Với lại là cái khả năng mà lấp đầy dân của nó cũng cao, bởi vì nó đang nằm ở giữa cụm khu dân cư sẵn có rồi.
Tuy nhiên khi mà mình đứng ở hiện trạng bây giờ thì như các bạn thấy là nó vẫn chưa có xong cơ sở hạ tầng và mọi thứ nó còn khá là ngổn ngang. Bây giờ chúng ta đang trên đường di chuyển đến địa điểm thứ 3. Đố các bạn biết chúng ta đang đi đâu đấy? Chào các bạn. Thì hiện tại mình và nhóm mình đã đến dự án Eco Town tại thị trấn Long Thành. Và bọn mình mới vừa xin chú bảo vệ vào đây để review thông tin và cập nhật hiện trạng cho các bạn thấy luôn. Để mình nói sơ lại về quy mô của dự án này cho các bạn biết nha. Thì dự án này là tổng của nó là khoảng 9 hecta, thì nó được phân thành 561 lô mà để mở bán. Giá bán lúc trước theo mình tham khảo á thì nó sẽ chia làm nhiều đợt. Những đợt đầu tiên nó tầm khoảng là 11 12 triệu đối với những vị trí ở phía trong của dự án. Còn nếu mà những đợt mở bán sau thì nó sẽ lên là khoảng 16 và 17 triệu. Những dự cái lô mà nằm mặt tiền á thì nó tầm khoảng là 20 đến 25 triệu. Thì giá bán như mà hiện tại bây giờ á, trên những trang bất động sản mà mình tham khảo vừa rồi á, thì mình thấy đâu đó là nó tầm khoảng 15 cho đến 25 triệu mét vuông. Thì so ra với cái đơn giá tại thị trấn Long Thành thì cái dự án này cũng khá là thấp. Thì hiện trạng á thì dự án này mới hoàn thành khoảng tầm 60% thôi các bạn à. Thì đang trong quá trình làm pháp lý, dự kiến là khoảng cuối năm nay là sẽ ra sổ luôn. Thì dự án này cũng có đầy đủ với tất cả các tiện ích như là công viên, trường học hay là khu vui chơi. Đường ở đây cũng là khá là to nha các bạn. Ở đây thì mình thấy dự án này cũng về mặt giá, về mặt quy mô, về tiến độ thi công thì hiện trạng là cũng có và đang làm, thì mình không bàn cãi vấn đề đấy. Đài mình chỉ đang rất là phân vân tại vì ở đây có một cái đường điện, một cái đường điện đi ngang dự án luôn như các bạn thấy. Theo mình hỏi á, thì đường điện này sẽ được nâng cao lên 5m để có cái khoảng cách an toàn đối với nhà phía dưới, thì sẽ không bị ảnh hưởng các bạn. Nên thì là người dân mua ở đây cũng không cần phải lo ngại nhiều về vấn đề gần điện hay là bị nhiễm điện. Bảo Yến. Hiện tại là team mình đã đến vị trí của dự án Long Thành Center 2, tọa lạc tại đường Nguyễn Hải của xã An Phước. Thì dự án này cũng tầm khoảng hơn 200 nền. Dự án này mở bán lần đầu tiên khoảng năm 2017, thì khi đó giá dao động trong khoảng từ 14 cho đến 17 triệu một mét. Nhưng mà hiện tại bây giờ team mình cập nhật là giá dao động trong khoảng từ 30 cho đến 45 triệu một mét. Nằm ngay trung tâm hành chính của Long Thành luôn. Những cái tiện ích của thị trấn thì dự án đi ra khá là gần, dân cư xung quanh xây nhà cũng khá là đông rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì cái dự án này có một điểm đó là không có tiện ích nội khu bên trong, bởi vì nó cũng là dự án phân lô và vỉa hè thì không có đạt 3m mà chỉ có tầm khoảng 80cm thôi. Chúng ta sẽ đi đến địa điểm tiếp theo nha. Hello xin chào các bạn, thì hiện tại là mình đang đứng tại dự án của xin chào các bạn, thì hiện tại là nhóm mình đang đến dự án Ruby rồi. Thì dự án này nằm ở mặt tiền đường Lê Duẩn ở thị trấn Long Thành. Thì dự án này có hai mặt tiền, một mặt tiền là nằm ở đường Lê Duẩn và một mặt tiền là hẻm 240 của đường Lê Duẩn, cũng là đường lớn và đường trải nhựa rồi nha các bạn. Thì những cái lô ở đây tổng dự án này là có 11 lô, thì giá bán trung bình của nó là tầm khoảng từ 70 cho đến 130 triệu một mét vuông. Thì ở phía sau mình đây là mặt tiền đường Lê Duẩn, thì tổng cộng có khoảng 3 lô.
thì giá của đó tầm khoảng là 130 triệu một mét vuông. Và còn bên đây là đường hẻm 240, cũng là đường nhựa, đường này khoảng tầm 12 mét đó các bạn, lòng đường khoảng 6 mét. Những lô mà mặt tiền ở đường này á thì nó dao động từ khoảng 70 đến 100 triệu một mét vuông. Thì dự án này cũng nhỏ thôi chứ không phải là gọi là lớn, tại vì thị trấn Long Thành này thì đơn giá hiện tại mình thấy các bạn đăng là cũng còn, và hiện tại là cũng còn đang bán khá là nhiều lô ở đây. Thì tuy có 11 lô thôi nhưng mà theo nhận định của mình thì so với cái giá mặt bằng chung á thì nó vẫn hơi cao một xíu. Ở khu vực này thì dân cư khá là đông đúc rồi các bạn. Từ đây mà mình vào trung tâm hành chính thì khoảng 300 đến 500 mét thôi. Mình đứng đây là mình có thể là thấy luôn cái Long Thành Plaza ở phía sau của mình luôn. Nhóm mình sẽ đến dự án Long Thành Central 1 để giới thiệu tiếp dự án cho các bạn xem nha. Xin chào các bạn, hiện tại là team mình đang di chuyển đến dự án Long Thành Center 1 rồi. Thì dự án này ngày trước mở bán rơi vào tầm khoảng năm 2000, rơi vào năm... Chào các bạn, chúng mình là đội review từ A đến Z đất sân bay Long Thành. Nếu yêu thích video này, hãy để lại một like. Có câu hỏi hay thắc mắc gì, hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tụi mình và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.